thương hiệu in lên đây nha mấy chị nha. Rồi thương hiệu in lên đây không mọi người ha, ở trong của nó mọi người không, là một cái màu đỏ nhạt nha mọi người ơi, một cái màu kiểu trắng đỏ nhạt đó, nhưng mà là nhám nha mọi người nha, nhám thôi mọi người ha. Rồi dễ thương quá mấy chị ơi, trời ơi dễ thương quá luôn á mấy chị, thiệt sự luôn. Chốt cho em mẹ 68 đi mấy chị ơi, mẹ 68 mấy chị nha, mang cái này đi sống ẻo cũng được luôn ha mấy chị ha, dễ thương lắm. Đẹp đó, thấy chưa mấy chị, thấy không, có thấy chưa, mang dùng cái là cái cô đây thiên đẹp liền, mấy chị không lấy tiếp nha mấy chị nha. Rồi chốt em số 68 đi ạ, 89.000 thôi ha mấy chị ha, đó mang rất là xinh luôn, thiệt sự luôn. Chốt cho em mẹ 68, xinh lắm mấy chị ơi, không lấy cái này tiếp nha mấy chị nha. Một cây duy nhất màu đỏ thôi mọi người ha, một cây duy nhất màu đỏ, hai bên của nó đó nè, phối nha mấy chị nha, phối xi vàng mấy chị không, nhấn điểm lên liền, phối xi vàng có khác nha mọi người nha. Đó, chốt cho em mẹ 68 luôn mấy chị ơi. Rồi 68 cho chị Lịch Dung nha, đẹp quá trời đẹp luôn, một cây duy nhất nha chị yêu ơi, tìm không ra cái thứ hai đâu nha. Trời ơi không có một cây nào cái thứ hai luôn á. Dạ chốt rồi. Rồi tiếp nha mọi người ơi, tiếp nha mọi người nha. Rồi mấy chị ơi thích cái gì nữa cứ nói đi, em lên cho mấy chị xem mà mấy chị yên tâm. Trời ơi in lên hơi chậm một chút xíu thôi, nhưng mà phải diện tẻ tỉ nha mọi người nha, bởi vì nó đẹp quá mà mấy chị ơi, thiệt sự mấy chị luôn á. Rồi in lên một cái em anh kim khói form đại gia mấy chị ơi, xuất sắc chưa. Rồi một cái thương hiệu này ha mọi người ha, nhìn vô là biết thương hiệu gì luôn nha cả nhà ơi. Rồi nó khác ở trong này ha, ở ngoài là một cái kiểu tượng trưng cho may mắn, dạ con đồng hồ nha chị ơi, chị thích đồng hồ kiểu gì màu gì nó đi em lên cho chị xem, nhiều lắm, bên em còn nhiều lắm nha cả nhà ơi. Rồi đây ha mọi người ha, form ôm mặt đây mọi người ơi, ôm mặt cực kỳ luôn, ôm mặt nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy cái này trước đi, mã số 61 form đại gia ha, 61 ánh của nó là ánh tím khói nha mọi người ơi, ánh tím khói nha. Ưu tiên cho mấy chị cái này đi ban ngày nha mọi người ơi, đi ban ngày tầm tới 6 giờ chiều thôi là được ha mọi người ha, bảo vệ mắt khỏi những cái tia mà những cái tia mặt trời, tia UVA, UVB, những tia làm tổn thương mắt đó mọi người, rất là tốt luôn. Chốt cho em mã số 61. Rồi chốt em mã 61 nha mấy chị ơi, mã số 61 xuất sắc luôn, xuất sắc nha cả nhà nha. Rồi những cái form đại gia đây bán mấy chị ơi, bán xuống tay cực kỳ luôn mấy chị ơi, 89.000 cho một cái tín hiệu ha mấy chị ha. Chốt cho em mã số 61. Rồi mã 61 cả nhà ơi, mã 61. 61 nha mấy chị yêu ha, 61 nha. Rồi thích đồng hồ như thế nào chị ơi, thích đồng hồ như thế nào em lên cho chị xem nha. Thích đồng hồ như thế nào ạ? À? Rồi mấy chị ơi, em lên một cái đồng hồ như thế này nha mấy chị ơi. Thiệt sự là bây giờ mấy chị mà không chốt cái này là em không biết bán cái nào luôn. Đây ha mọi người ha, nó thuộc kiểu như là một cái vòng tay á mọi người. Cái vòng tay mà cho mấy chị mà nó sẽ tan, bởi vì nó đẹp quá. Da mọi người nha, cái đó của nó là bằng da ha mọi người ha. Cái này nó có hai nút bấm nè, rồi tay nhỏ thì bấm vô trong giúp em nha mọi người ơi, tay to thì bấm ở ngoài giùm em nha. Có hai nút bấm ha mọi người ha. Trời ơi xinh chưa mấy chị ơi, đây nha mấy chị nha. Rồi mua ở ngoài này mấy chị ơi, rất là mắc luôn, thiệt sự mấy chị rất là mắc nha mấy chị nha. Rồi có một hình của một cái con bướm bướm ở đây nha mọi người. Cái này của nó là kiểu như đồng nè. Trời ơi nói chung là xinh lắm mấy chị ơi, xinh xinh cực kỳ luôn á. Đây ha mọi người ha. Rồi nói chung cái này em không biết diễn tả gì nhiều, mà dơ lên là mấy chị thấy là nó đẹp rồi đúng không ạ? Chốt cho em mã số 59. Rồi chốt em mã số 59 mấy chị ơi, nó giống như là mình mang kiểu một cái vòng tay ha, nhưng mà nó là một cái đồng hồ luôn nha mấy chị ơi. Nè, chốt cho em mã số 59. Rồi mã 59 nha mấy chị ơi, mã 59. 59 nha mấy chị nha, 59 một cái duy nhất không mọi người ha. Đúng là 1000 cái chỉ có một cái nha mấy chị ơi. Mẹ số 59 mấy chị không lấy đi tiếp nha mấy chị ơi. Rồi bây giờ chị bị hết một cái là tiếp nè, em nói hết một cái là tiếp nha. Thích cái nào cái mẹ nó yên tâm, mà em dơ lên mấy chị càng thấy thích là mấy chị phải chốt liền. Không thôi là hết nha mấy chị ơi. Chốt đi mẹ số 59 xuất sắc lắm luôn. Mẹ 59 nha mấy chị yêu nha, 59 ha. Đồ đã xin rồi, tốn món ca lấy gì giùm cho chị đó nha. Rồi mẹ 59 cả nhà ơi, 59 nha mấy chị nha, 59 ha. Rồi mấy chị ơi thích cái nào nữa nói đi, em lên cho mấy chị xem nè. Thích cái gì nữa ha mấy chị yêu ha. Thích cái gì vậy ạ? Rồi cứ nói thích cái nào đi rồi em lên cái đó cho mấy chị xem liền luôn ha mấy chị ha. Rồi đây nha mọi người ơi, em lên một cái em màu trà ha mọi người ha. Ánh trà khói hơi thiên về trắng nha mấy chị ơi. Ánh trà khói hơi thiên về trắng, cái là kính tràn trồng nha mọi người nha. Tràn ra xứng hòa như thế này luôn ạ. Trời ơi xuất sắc quá mọi người. Đây nha, kính của nó đây mấy chị thấy cái gọng không? Gọng nè. Gọng là gọng màu nâu chè ha mọi người ha, kiểu màu chè trong á. Nè mọi người ơi, có đính một cái viên đá xuất sắc luôn. Chỗ này làm thêm 5 viên đá này nha mọi người nha, rất là sáng luôn. Nha mọi người ơi, rồi, tiếp tiêu UV cho mấy chị đây. Bao chuẩn thì mới cho mấy chị ha. Rồi mặt đây là mặt form
cho mấy chị nào mà hơi to một xíu là mang được luôn nha mấy chị ơi. Không hơi mặt hơi to mà mấy chị mà thường là kiến mua kính đó mấy chị, chốt mình cái này đây 89.000 thôi. Chốt em mã số 57. Rồi 57 nha mấy chị ơi, 57 đi. Mẹ 57 nha mấy chị nha, 57 đó ha, màu chè nha mấy chị nha. Ánh chè hơi thiên về trắng thôi mấy chị ha. Hơi nhẹ về trắng rất là xinh luôn. Cái này sang thiệt sự luôn á mấy chị. Mấy chị không lấy cái này tiếp nè mấy chị ơi. Rồi chị Lan Bùi đâu? Chị ơi, chị thích mấy cái phong to như này chốt mình cái này đi, đẹp lắm. Rồi 57 cho chị Huệ Ngô nha, quá rất xuất sắc luôn chị Huệ Ngô ơi. Đây đẹp nè. Rồi mấy chị ơi, mua hàng bên em thiếu số điện thoại nhớ lên số điện thoại giùm em nha. Chị Huệ Ngô nãy giờ có số điện thoại chưa ta? Rồi có số điện thoại chưa, lên số điện thoại giùm em đi chị gái ơi. Rồi thích dòng như nào, thích kiểu như nào nữa mấy chị ơi, thích như nào nữa nói đi em lên cho mấy chị xem đây. 57 đã đẹp lắm, sang chảnh luôn. Rồi thích như nào nữa nói em lên cho mấy chị xem nha. Rồi tiếp tục lên một cái em ánh chè khói cho mọi người ha. Một cái em ánh chè khói. Rồi đây ha mọi người ha. Rồi mấy cái form này thì mặc may rất là dễ luôn. Rồi ok em cảm ơn chị nha. Em thấy số điện thoại của mình rồi ha chị ha. Chị thích màu đen to. Rồi ok chị yêu luôn. Đợi em tìm cái đen to cho chị xem nè. Rồi đây ha mọi người ha. Rồi một cái em ánh chè khói mấy chị nha. Rồi em ánh chè này dễ thương quá. Rồi cũng lại là có một cái hộp như thế này nha mấy chị nha. Mấy chị nhìn nè. Mang lên ha mấy chị ha. Trời ơi đẳng cấp cho mấy chị ơi. Nhìn nè, nhìn nghiêng nè. Xuất sắc nha mấy chị nha, rất là sáng luôn. Chị nào thích cái này chốt đi mẹ số 1. Dạ cần gần đi đi bé. Ok chị yêu nha, đợi một chút xíu lên liền, lên liền. Rồi nha mấy chị ơi, chốt kia mẹ số 1 đi, mẹ số 1 nha. Số 1 ha mấy chị ha, số 1 nha mấy chị ơi. Thiệt sự mấy chị luôn, mua bên em mấy cây luôn á mấy chị ơi. Mua mấy cây luôn. Ba người đúng không mấy chị mua một cây thôi, thiệt sự luôn nha mọi người nha. Rồi chốt mẹ số 1 mấy chị ơi, số 1 nhanh tay nha mọi người nha. Rồi nhanh tay mấy chị ơi, mẹ số 1. Rồi em lên một cái em dẻ cộng nha mấy chị nha, một cái em dẻ cộng gọng đen nè ha. Rồi gọng đen gọng trong gì men cũng xinh hết luôn á mấy chị ơi. Rồi gọng đen gọng trong gì men cũng xinh nha, một cái em gọng đen mấy chị ơi, xi nè. Xi đen không mọi người ha, có khác nha mọi người nha. Trời ơi xinh quá chị ơi, chị Huyền Ngô ơi. Cái xinh nè. Cái xinh này ha, form đen nữ nha mọi người nha. Rồi form đen nữ ha, hồi nãy có một cái kia đâu ta, bán mất tiêu rồi. Rồi đây nha mọi người ơi, xinh lắm luôn, xinh cực kỳ xinh luôn ha mọi người ha. Không lấy cái này tiếp nha mấy chị ơi. Đây, em có hai cái gọng đây luôn, hai gọng dễ cộng đây cho chị đi ha. Rồi chị nào thích cái này chốt giùm em mã số 29. Mã số 29 mấy chị ơi, form này form hơi xích nè ha mấy chị ha, form hơi xích nha mấy chị nha. Rồi mấy chị mà mặc nhỏ nhỏ hợp với cái này lắm á. À, mặt hơi nhỏ nhỏ vừa vừa hợp với cái này nha mấy chị nha. Chứ em mẹ số 29 mấy chị ơi, mẹ số 29 xinh quá xinh luôn. Rồi thương hiệu có khắc bên đây luôn nha mọi người nha, thương hiệu có khắc nha mọi người ơi, xinh lắm. Chứ em mẹ số 29 nha mấy chị ơi, mẹ số 29. Chị mua mấy trăm cây bên em luôn rồi á. Cảm ơn chị yêu nha, fan ruột đồ bên Kiều Anh đúng không ạ, fan ruột luôn á chứ gì nữa. Rồi lên một tiếp tục nha chị Huệ Ngô ơi. Trời ưu tiên cho chị Huệ Ngô nè, do tại em thấy cái này lên là em lên cho chị Huệ Ngô chứ nha chị Lan Ngô ơi, đừng có buồn em nha. Rồi form này nam nữ mang được không kén mặt nha mọi người nha. Rồi gọng đen ha mọi người ha. Cái viền là viền đen, gọng là gọng xi vàng nha mọi người nha. Rồi viền đen gọng xi vàng có phố đen phía sau ha mọi người ha. Rồi thương hiệu ở phía bên này nha mấy cái niu ơi, thương hiệu ở phía bên này nha. Cái này nam nữ mang được, mặt nhỏ mặt to mang đều được ha mọi người ha. Cái form những cái form cổ điển mà form kính cận như thế này thì không bao giờ nó kén mặt mấy chị nha. Thiệt sự luôn, một câu lệ nó không bao giờ kén mặt luôn á. Trước khi mẹ số 10. Mấy chị ơi, chị nào thích cái này chốt đi mẹ số 10 đi, mẹ số 10 mấy chị ơi. Số 10 xinh lắm, chị Hờ Ngô ơi, chốt số 10 cái này đi chị ơi, xinh. Xinh nha. Không đẹp không lấy tiền, thiệt sự luôn mẹ này. Không đẹp không lấy tiền, ra ngoài mua cái này 300.000 bình thường mấy chị ơi. Hôm nay mua bên shop em có 89.000 thôi mấy chị ơi. Chốt đi mẹ số 10. Rồi số 10 nha, số 10 cho chị Huệ Ngô nè. Trời ơi bao đẹp cho chị luôn á chị Huệ Ngô. Rồi chị Lan Kiều ơi, số 10 em hết rồi. Để em xem thì có còn cái số 10 này không. Trời ơi, nó xinh lắm luôn, thiệt sự luôn. Bây giờ một mình em đây, em ngồi em tìm không thấy mấy chị ơi. Rồi số 10 nha mấy chị nha. Rồi số 10 còn một cây cho chị Lan Kiều luôn. Lên số điện thoại giúp em đi chị yêu ơi. Rồi lên số điện thoại giúp em nha chị Lan Kiều nha. Rồi một cây số 10 đây nữa ha. Rồi một cái số 10 đây nữa nè. Rồi đó, chốt cho chị Lan Kiều luôn ha, chị hai cái hết nha mấy chị nha. Thấy chưa em nói mà không chốt là tiếc ha mấy chị ha. Không lấy đi là tiếc lắm luôn á. Rồi chốt cho em mã số 10 số 10 chị Lan Kiều ở lên số điện thoại giúp em nha. Số 10 chị Lan Kiều lên số điện thoại giúp em luôn. Rồi ha mọi người ha, dễ thương quá trời quá đất luôn ha. Chị Lan Kiều ở lên số điện thoại nhanh em mới chốt được cho mình nha chị ơi. Chị Lan Kiều